Xin chào cả nhà nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Đỗ Cuộc Sống Sếp các bạn ơi. Hôm nay thì mình có món mới các bạn nhé. Mình ăn món sò huyết đỏ các bạn nhé. Bên này cái sò huyết đỏ này nó cũng khá là rẻ thôi, không quá đắt đâu. 250.000 một cân các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ có 2 cân các bạn ạ. Ăn với rau răm và cái cuộn hành nhé các bạn nhé. Ui, món này cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Trời lạnh, bên này đang lạnh, rất là lạnh luôn các bạn ạ. Mà ngồi ăn cái này nhâm nhi, trời ơi, đã ôi là đã luôn. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình chế biến và thưởng thức như thế nào các bạn ơi. Đây các bạn ơi, cái sò huyết này nó rất là đều con nha các bạn nhé. Rất là to đấy. Và cái giá này là giá rất là tốt nha các bạn nha. Có những lúc mà nó đắt thì mình có thể là mua lên là 350.000 một cân. Nhưng mà hôm nay thì mình mua được giá rẻ hơn, đó là 250.000 các bạn nha. Và mình mua 2 cân luôn, ăn cho nó đã luôn các bạn nha. Mình sẽ cho vào cái nồi nước các bạn nha. Mình đun sôi nước lên, sau đó thì mình mới cho cái sò huyết này vào. Đảo đều cái nước sôi thì mình vớt ra thì ăn cái sò huyết nó rất là ngọt. Và cái con sò huyết nó sẽ không mất chất các bạn nha. Mình thích ăn kiểu như thế này. Còn có những bạn nào mà không ăn được tái tái thì các bạn có thể ăn chín hơn các bạn nha. Và đây các bạn ơi, xin giới thiệu với các bạn, đây là củ cọng hành các bạn nha. Hành hành củ đấy các bạn nha. Và mình lấy cái này, mình sẽ trụng sơ nước sôi. Nó tái tái đấy các bạn nha. Bạn vớt ra ăn với các loại hải sản sò huyết như này ăn rất là ngon luôn. Các bạn hãy nên thử một lần để biết xem nó ngon như thế nào các bạn nha. Còn đây là rau răm các bạn nha. Mình mua 25.000 một bó rau răm như thế này các bạn ạ. Được khoảng một lạng đấy các bạn nha. Và mình sẽ lấy các cái lá của rau răm để ăn kèm với cái hải sản như này, rất ngon luôn các bạn ạ. Và đây, tiến hành đến nước sốt thần thánh này các bạn nha. Không thể thiếu nước sốt để mà chấm với các cái gia vị hải sản này các bạn nha. Thường thì mình hay làm có thêm ớt này, có thêm cả wasabi này các bạn nha. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ kiêng ớt và kiêng đồ cay các bạn nha. Nên mình sẽ chỉ cho muối tiêu chanh bình thường thôi các bạn nha. Cho thêm một chút đường, một chút mì chính nữa các bạn nha. Thêm một chút tiêu cũng được, không sao cả. Và mình sẽ vắt thêm chanh vào cho cái nước của mình nó sệt 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 một chút. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên và ăn kèm với cái con sò huyết này. Bởi vì những cái đồ mà liên quan đến hải sản mình chấm muối tiêu chanh này thì rất là hợp lý luôn các bạn ạ. Nó không cần phải quá là cầu kỳ đâu các bạn nha. Rất là ngon luôn. Để mình đã tiến hành xong rồi đây các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ đổ cái sò huyết này ra đây các bạn nha. Đó, chế vào nước sôi sau đó đổ ra để giữ nguyên cái chất lượng của con sò huyết các bạn nha. Cũng rất là dễ tách các bạn nha. Và bây giờ mình các bạn thử thức cho mình các bạn ơi. Cả nhà nha. Mình hôm nay có mua được 2 cân sò huyết đỏ các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn thưởng thức cùng mình các bạn nhé. Cái này mình sẽ ăn bằng tay cho các bạn nhé. Cái này mình trụng qua nước sôi thôi các bạn nhé. Mình đun sôi nước xong mình để khoảng sôi khoảng 5 phút thì mình bắt ra thì mình được như này. Chấm với cái nước sốt vừa nãy mình ăn nhé các bạn. Ngon các bạn ơi. Ăn kèm rau răm. Đã quá. Cụng hành. Cụng hành trộn. Ngon. Cái hiện bạn thì thứ bầu. Lâu rồi không được ăn cái món này. Thế là bổ máu tốt các bạn nhé. Bên Việt Nam thì mình không biết giá bao nhiêu mà bên này là giá là 250.000 một cân các bạn nhé. Hôm nay mình mua 2 cân thì là giá 500.000 cộng thêm với cái gói nó gan mày nữa là 45.000 nữa, là tổng cộng là 545.000 các bạn nhé. Thế thì Việt Nam đấy. Wow. Đây các bạn ạ. Ngon hơn lắm luôn. Mình ăn nó tái tái như thế này ấy, là fan của những người ăn đồ sống ấy. Ăn tái này rất là ngon các bạn nhé, ngọt nó. Có những người mà không ăn được tái tái như thế này thì có thể là xào chín lên đấy các bạn. Nhưng mà đừng xào chín quá nhé, nó quắt lại cái con này này. Ngon. Cuộn hành trộn. Trộn qua nước sôi khoảng 1 phút bắt ra được.
Ngon quá. Đây, khi mà cần nhé. Con này khá là to các bạn nhé. Hôm nay sẽ ăn tới tấp. Ngon quá. Phan Ruột của các món ăn hải sản các bạn nhé, rất khen các đồ hải sản luôn. Và bên này thì đồ hải sản của nó thì rất là hiếm và nó cũng khá là đắt. Cái này khó tách này. Các bạn ạ, con này đầy u đầy nẫn luôn này. Đó. Quê mình cũng nhiều con này các bạn. Nhưng mà lâu rồi mình không mua và cũng không biết là cái giá của nó bao nhiêu tiền một cân như này. Tuyệt vời. Wow. Có nhiều người hay ăn nướng mỡ hành này các bạn nhé. Ăn với mỡ hành với này, hành phi này, với lạc ngon lắm. Hoa tuyệt vời. quá. Chủ yếu là mê cái hành này. Còn rất to. Wow. Quá. Con này cũng dễ tách các bạn nhé, dễ tách hơn con hào hoặc một số con mà cái tái thì nó khó tách lắm, con này dễ tách lắm. Ngon tuyệt vời. Hôm nay mình mua được con này rất là tươi các bạn nhé. Mình cũng đã dặn chợ để mua đấy. Cái này chỉ có một số nơi là bán các cái đồ hải sản như thế này các bạn ạ.
Con này to chả bá luôn. Đây các bạn, nhìn gần hơn. Ngon các bạn ạ. Một con này bị rơi ngoài. Con này rất to mà. Hơi khó tách cái này một tí. À, ok. Cũng đã tách được rồi. Đây. Đây là to lắm đấy. Căng bụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình các bạn nhé. Các bạn yêu thích kênh của mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh, like, share, ủng hộ cho mình các bạn nhé. Kênh Hoa Đồ Cuộc Sống Chat các bạn ơi. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhé.